bọn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Win Team TV. Thì lại là mình đây, mình là Win. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một mô hình của một ngôi nhà thông minh. Ngôi nhà này gồm có hai cái cầu thang. Một cái đây là cái cầu luôn chứ mình, một cái cầu luôn chứ không gọi là cầu thang. Còn đây mới gọi là cầu thang chính chính hãng này. Còn đây đây, trong đây là phòng phòng ngủ, mà không phải là phòng ngủ là em đi vô được đâu, tại vì nó có cửa khóa. Đây để mình gỡ cái màn này ra cho các bạn xem. Đây, khi các bạn thấy cái cửa chính của nó là đây, mà nó đã bị khóa. Khi mà nhập thải rồi đó là nó sẽ tự động nó mở, mình di chuyển cái cửa bằng chỗ đây là mà thôi. Thì cái cửa của mình không có gắn liền với cái mô hình phòng này. Này nó có thể dễ dàng cỡ ra, kiến vô lại thế nó mới hoạt động được. Đây là giường ngủ, một cái giường ngủ đây, một cái giường ngủ cực kỳ đẹp và một cái bàn. Để ở trên cái bàn là một cái tivi, để cho khi mà mình nằm ngủ á, vẫn chưa thấy buồn ngủ muốn ra lên phòng khách xem tivi, rồi lòng biến quá thì bật tivi đây xem luôn. Rồi phần hai là một ngôi nhà cực kỳ thông minh. Hai là phòng ngủ ngay chỗ đây cũng là một cái phòng, nhưng mà ở dưới cái phòng khách đó trên nào ngay đây. Đây các bạn, đây là một cái nhà bếp. Trong nhà bếp cũng phải có chỗ nấu ăn mình để lộn ra. Các bạn thấy đó là một cái chỗ để nấu ăn đây. Đây ngay chỗ đây này. Đó là một cái chỗ nấu ăn. Khi các bạn nhìn y bên đây thì các bạn sẽ thấy một cái cầu thang. Người khách tham quan sẽ đi lên cầu thang và được thấy được phòng khách riêng tư thỏa mới nha. Chỗ cái phòng khách này thì gồm có hai cái ghế và một cái bàn, để trên cái bàn là một cái tivi. Đó, một cái tivi và có một cái hoạt hình. Đó, có một cái hoạt hình thì người sẽ lên thấy được cái hoạt hình đó. Còn đi, ở phía sau ngôi nhà thông minh này sẽ có một sân tennis. Của tennis sẽ hình câu lạc bộ như thế này đây, và đây chính là cái lưới. Còn đây là những cái vợt mình thấy không giống như cái vợt chơi, tại vì người cầm là phải cầm phía sau chứ có cầm phía trước đâu. Mình đi review có một xe kỹ lưỡng nhỏ và hai chiếc xe ô tô. Đó có bạn, thì có bạn đó thấy hai chiếc xe có thể chạy và một cây cầu cực kỳ là hay luôn. Mà nếu như ngôi nhà này nằm ở phía bên này và cây cầu cổng cửa nằm ở phía bên này, thì cây cầu này sẽ giúp cho khách tham quan ngôi nhà có thể đi qua mà không cần phải dùng những phương tiện hàng khác. Ngôi nhà nó như thế này mà sao qua được? Không sao, lên cầu thang đi. Yeah, được tham quan. Hãy hết là sang luôn. Còn hai chiếc xe của chúng ta cũng rất là hài, không cần với điều khiển nó để đi mà chỉ cần ngồi lên rồi tự động lên đi luôn. Một chiếc xe là 6 bánh và một chiếc xe là 4 bánh. Rồi thì giờ mình xin kết thúc video của mình tại đây. Thì nếu có bọn nào thấy ai thì còn hãy nhớ bấm like, subscribe ủng hộ cho mình một thành viên mới trên kênh Win Team TV nhé. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.